Đây là cái sạc à? Vâng, có sạc đây, mình sạc ở đây nhá. Đây đây, sạc ở đây chị nhá. Đây đây anh ơi, anh sạc này. Hôm nay cháu cũng ship một cái, em cũng ship một cái về Hà Nam ấy. Bây giờ chuẩn bị. Anh quay video dạy ông về đi đấy nhỉ. Vâng, nhưng mà anh thấy không? Em bán xe đúng là em trên video luôn. Rất là hàng rất là chuẩn, nó như nào nó phải rõ. Hàng hóa thì đây là hai củ sạc đấy. Không, một cái thôi ạ. Em mang hai cái là hai xe thôi. Đây nhìn nhá. Đây này, đây là mặt điện tử này, em hướng dẫn anh đi nhá. Cái mặt điện tử nhà em này. Anh ga được đến km. Cái vạch pin nó sẽ giảm dần nhá. Nó mất đèn đi đấy. Khi nào nó còn lại hai đèn này thì mình sạc. Mình ga lên nhá. Đây là số km đã đi được. Được chưa? Khi mình gạt cái này này, anh gạt đi. Anh gạt này. Gạt mạnh ra, mạnh ra, mạnh ra. Nữa. Anh gạt bằng con đấy nó rất là cứng. Được chưa? Anh nhả tay ra, nhả tay ra. Ok. Anh nhấc cái ghế này lên. Nhấc lên xong xoay, nhấc lên xoay. Được chưa? Rồi, như này là nó biến thành ba ghế anh nhá. Đây là cho trẻ con ngồi đây này. Bác ngồi đây và like thêm một người nữa cũng được. Còn nếu mà không muốn like ba người ấy thì mình gạt này lại. Đấy, được chưa? Anh gạt vào đây. Đấy, ngồi xem. Rồi, như này là nó đã tự tuyệt rồi. Được chưa? Cho cháu ngồi đây. Bác đèo cháu đi hóng gió. Coi đây. Đây là ba nước nhanh chậm anh nhá. 1 2 3 này. Đèn này, đèn thì có đèn định vị LED ban ngày nhá. Anh tắt đèn đi này anh nhá. Đây này, chính là lại giải LED ban ngày. Tức là bây giờ là tất cả mọi thứ đều rất ok. Đây, hệ thống tất cả hàng của em vào chuẩn, tất cả trên video đầy đủ nhá. Cái giày này là nó là giày inox anh nhá. Có được bảo hành. Đây nhá, có bảo hành đầy đủ ạ. Đây nhá, anh này, anh ấn nút này này là kích hoạt chống trộm vào xe nhá. Đấy, khi anh chạm vào xe này, anh thấy chưa? Anh muốn tắt cái chống trộm thì anh bật khóa. Được chưa? Đó. Rất là hiện đại nhá. Anh nên anh nhớ anh dặn bác như này này. Khi mà số tiến thì không một tiếng. Khi mà công tắc này gạt số lùi này, anh nghe chưa? Tít tít tít. Thì tức là nó đang có số lùi. Mình nhớ dặn bác cái đấy được. Không đi nhầm tiến lùi với nhau thôi. Anh nhớ anh chỉ cần đặt xe các em mặt ở nơi không cần phải đặt cọc không phải gì, bởi vì hàng em như nào thì em tự tin em mang lên nơi anh kiểm tra tất cả ok, hàng mới rõ ràng rành mạch tất cả mọi thứ thì không còn lý do gì người ta có nhu cầu sẽ không mua cả, chỉ có là treo đầu dê bán thịt chó thì mới sợ thôi. Đây là cái gì đây? Dạ đây là xi nhan ạ. Anh ơi, đây là cốp nhé. Cốp thì em có được tặng kèm cả. Anh được tặng kèm gương này, một đôi gương này, khóa này, bơm này. Đấy, đầy đủ anh nhé, áo mưa nhá và một bộ đồ sửa chữa đơn giản để mình vặn những cái chi tiết bình thường. Có mũ bảo hiểm thì chị đi mua hộ em có bớt cho chị mình tiền đi mua mũ bảo hiểm cũng được, không sao cả. Đấy thì xe này mới lại là có một cái nguyên lý bắt buộc là khi anh dặn bác nhỉ, cái xe ba bánh nó sẽ không bao giờ đổ được, đúng không? Không bao giờ đổ vững như kiềng ba chân mà. Thế nên là mình đi trong trường hợp mình có cua gấp nhỉ, nó cũng không đổ được, nhưng mà bác là lái nó tự tin. Đấy, hai bánh thì khó hơn nhưng ba bánh thì yên tâm. Để bây giờ là để cho ông quen cầm đi. Đúng rồi. Như bác vừa nãy là nhanh đấy. Nhiều người nhá. Chưa cầm bao giờ. Nhiều người nhá là người ta mới ấy. Cầm vít rồi. Vít mạnh quá. Thế nhưng mà mình nên nhớ nhìn này. Cái xe ba bánh này nhá. Nó không đổ được nhưng là mình vít từ từ thôi. Nhất cái thứ hai là làm mãi một việc máy. 10 lần không được thì 100 lần phải được. Chỉ có mỗi cái kiểm soát cái tay ga. Mới đi xe máy thế thôi mà. Mình đi xe máy mình còn sợ ngã vì nó có hai bánh. Nhưng con này ba bánh thì mình chỉ cần tập trung vào mỗi này thôi. Nhưng mà hai bánh là mình lại phải còn thăng bằng nữa. Nhưng con này thì không. Đấy, rất là đơn giản. Đây, ga này là đi thôi. Anh thấy không? Em quét cái mua luôn. Và sáng nay em hỏi anh nhé. Vâng. Đây, anh chị đã chọn mẫu cao cấp, mang hai mẫu cho anh chị so sánh. Và anh chị bảo là chênh nhau 1,5 triệu nó cũng không có đáng gì cả. Thì thôi, đây hẳn mẫu cao cấp cho yên tâm. Đấy, thì được cái là đây anh so sánh nhé. Cái hệ thống khung nó chắc hẳn nhau đúng không? Con này nó cũng có khung bên dưới nhưng nó không thể chắc được như này được không? Mà thùng đằng sau nó là thùng kín thì bao giờ nó yên tâm hơn. Nói gì nói chứ cái thùng kín này á, mưa không tới mặt nắng tới đầu, mình để đồ đúng không ạ? Đấy, nó rất là yên tâm mà. Cái đằng sau anh nhìn này. Đấy, cái phần dựa này rất là to, nó to bản hơn cái này. Mà nó chắc hơn. Cái này thì cảm giác nó hơi yếu hơn một chút đúng không? Đấy, mình những cái này thì em không cần nói, anh nhìn anh cũng biết mà. Có gì đâu. Cái này đi được bền không nhỉ? Bền chứ chị ạ. Em bảo hành khung sườn động cơ 3 năm này, hệ thống điện 12 tháng này, ắc quy 18 tháng này. Có gì thì cứ alo. Em chạy lên tận đấy để vào à, không chết. Em có người xuống đây. Đấy, mình cùng lắm chỉ việc hỗ trợ xăng xe thôi. Đấy là cùng lắm nhá. Còn nếu mà tiện thì không mất tiền. Xăng xe cũng được. Còn bình thường là không mất tiền. Tức là nếu mình cần à, cần gấp phải xuống ngay thì nó khác cái việc là em thu xếp công việc thì nó khác đúng không? Đấy, có gì thì anh em. Nói chung là cái hàng này bọn em bán ra đa số là mình mua cho bố mẹ, ông bà, người già khuyết tật ấy. Bọn em cũng phải biết là làm nào nó hỗ trợ hết sức, chứ không thể là bán trong cái xe là nó hết trách nhiệm được. Làm thế thì bọn em làm sao bán được cho người khác được.
anh bảo Cao Bằng người ta còn mua xe của em, Thanh Hóa tất cả, Đồng Nai. Đấy em đang ở đây nhá, anh thấy khách ở Đồng Nai vừa gọi cho em bảo là 1 tiếng rưỡi nữa đến cửa hàng xem xe được không? Em có trình anh Hồ Chí Minh mà. Đấy họ từ Đồng Nai họ phi lên luôn. Sao con? Mua sao ông mẹ? Anh nhá, có gì thì cứ alo em. Đấy. Xe thì ok rồi.